Bài 18, Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 47, sách giáo khoa, bài 18, giáo dục công dân 6, phần bài tập. Câu hỏi A. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính của công dân là thế nào? Gợi ý trả lời. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước ta tại Điều 73 Hiến pháp năm 1992. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính của công dân có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tính, điện thoại của người khác, không được nghe trộm điện thoại. Câu hỏi B. Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tính và an toàn thư tính, điện thoại, điện tính? Gợi ý trả lời những hành vi như bóc và đọc trộm thư của người khác, nghe trộm điện thoại của người khác, bố mẹ bóc thư nghe trộm điện thoại của con, cô giáo kiểm tra thư của học sinh, dấu thư của bạn. Câu hỏi C. Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Gợi ý trả lời. Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tính, điện thoại, điện tính sẽ bị phạt cảnh cáo, hoặc bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ một năm. Câu hỏi D. Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình, đối với việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tính điện thoại điện tính, em phải làm gì khi gặp những trường hợp sau? 1. Nhặt được thư của người khác 2. Nhìn thấy bạn trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác 3. Bố, mẹ hoặc anh chị xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em. Gợi ý trả lời. 1. Nếu nhặt được thư của người khác, em sẽ tìm gặp người mất thư để trả lại, nếu không tìm được, em sẽ giao lại cho bưu điện hoặc cơ quan công an gần đó. 2. Nếu nhìn thấy bạn trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác, em sẽ giải thích cho bạn hiểu về việc làm đó là vi phạm pháp luật và khuyên bạn nên trả lại thư cho người đó. 3. Nếu bố mẹ hoặc anh chị xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em thì em sẽ nói với bố mẹ anh chị và nhắc nhở mọi người đó là hành vi vi phạm bí mật thư tính của người khác kể cả người thân cũng không được đọc thư của em nếu em chưa đồng ý